Vâng, xin được chào các bác cô chú anh chị. Hôm nay trận mưa thật đã đời. Mong ngóng bao nhiêu ngày các bác. Mưa nó giải tỏa cái bầu không khí bức bách cây cối. Cái bầu trời rồi bê tông hóa nó như thiêu như đốt. Nhìn cây cối xót ruột các bác, tưới mà mấy không ăn thua. Khi mà cái bầu trời xung quanh nó khủng khiếp như thế thì tưới chỉ là giải pháp làm dịu cho tức thời cho cái cây thôi. Chứ còn xung quanh cái môi trường nó vẫn rất là kinh khủng. Thì hôm nay một trận mưa đã đời và bây giờ vẫn đang tiếp tục lắc đắc. Mưa rất nhiều nước, rất đã. Những cái máng đựng cây như này là đầy nước luôn. Và đựng được, hứng được rất nhiều những cái thùng xốp và nước mưa như này để tưới cây các bác. Tốt lắm. Chứ anh em ở trên phố này các bác nhé, nước máy nước nó nhiều clo, tưới nó không tốt. Thì tôi hứng được khá là nhiều. Ít ra là được đến cơn mưa lần sau. Các bác, đấy. Cái mùa này nó như vậy đấy các bác. Nắng nóng, cây cối phát triển rất tốt nhưng mà lại gặp nắng nóng thì lại dính tình trạng cháy. Được cái nọ mất cái kia các bác, chẳng có cái gì hoàn hảo cả. Đấy, thì trong cái tâm trạng nó cũng rất là được giải tỏa như vậy. Cây cối mát mẻ. Thì tôi xem có cây nào lôi ra để cắt. Định là lôi nhiều cây đấy các bác, nhưng mà đằng kia nó cũng hơi nặng. Thì lấy cây này nó vừa vừa nhẹ nhẹ và cắt để các bác xem. Lưu ý các bác nhé, các bác hạn chế cắt thôi nhé, trừ khi cây nào nó đẹp hoàn thiện các bác cắt cái mùa này nhé. Không có thì cứ để cho nó có lá, nó mát, nó không bị cháy lưng các bác nhé. Đấy, chứ che bằng mấy không bằng là tự thân nó che được cho nó các bác nhé. Nếu mà cắt thì phải che chắn cẩn thận các bác nhé. Đấy, lá này, cháy này, cháy nắng này. Hôm nay cắt cây này các bác, nó cũng khá là tùm rồi. Cắt tí cho nó sạch sẽ rồi. Thì thôi, cố gắng sau mấy hôm nữa nó nắng che chắn nó cẩn thận lại. Ok, chiến em ạ. Đấy, thử cũng ra trò chuyện luôn với các bác là hôm rồi làng cây lại có vụ nổ lớn cây xanh quê mà của bác Hùng Siếc ấy, để cho anh Chí ở dưới phường Tín ấy, 7.5 tỷ ấy. Anh Chí đợt này làm mua rất mạnh, ngoài cây tiên lão giáng trần là 16 tỷ thì là có cây sau này là cây phụ lâm bồng thạch của bác Hùng Siếc này là 7.5 tỷ. Đấy, anh Chí này thì mua rất mạnh và là một người có tâm có tầm trong làng cây các bác nhé. Còn cái giá trị thực mua thì tôi chỉ biết là thông cáo như vậy. Nhưng mà sau đấy nó là cả những câu chuyện về kích cầu cho làng cây, và những người cứ chơi chân chính và những người có tiền, người ta có cái định hướng mà mạnh mẽ mua cây hơn. Thì đại loại là làng cây được nhờ thôi các bác. Đấy. Còn anh em ta ít tiền thì anh em ta cứ chơi hết mình theo cái mức tiền này thôi. Chứ nhiều bác rất nhiều tiền nhưng mà lom rom lắm. Tôi thì đã đam mê các bạn là cứ phải cuồng si một tí. Nhiều khi tiền bạc nó chỉ là con số thôi các bạn. Kiểu như vậy mà. Các nhé. Đấy, ngoài đang rất mưa hắt vào đây này. Soi xét xem nó như nào. Hôm trước là cái sinh quê lắm, phụ lâm đồng thành là sinh quê nhé.
Đấy các bác, nó là cái xanh điển hạt đang làm dáng làng. Thì cũng có cái này là cái ý tưởng là để mà nói về gì, hiện tại của nó là cây dáng làng thì dáng dấp thì rất là chuẩn, về giờ bóng, về vách, về độ thấp đang rất hợp gu thời thượng. Nó có một điểm là cái thân này này thì nó hơi bị cường điệu theo cái vai bên phải này, là cái tử bên phải này, cho nên là nhìn cảm giác nó chưa được thoát lắm. Nhưng mà thực tế các bác nhé, thì có thể khắc phục bằng cách là cắt thấp cái tay này xuống, cắt thấp xuống, và cái này sẽ làm bông đỡ đánh xuống, đánh ra cái này ngọn lên. Đấy là một cách phương án nhé các bác nhé. Còn thứ hai là cứ giữ nguyên này mà chơi nhé, thì không nói làm gì nhỉ. Cách thứ ba là đổi dáng, thay bỏ cái tử này đi, nhấc cái tử này sang nuôi thành một cái cây khác. Và đây là coi như là tay 1, tay 2 và ngọn 3. Đấy, thế là làm một cây trực làng cũng rất ok. Nhưng mà vấn đề phải nuôi cái này thật to, cái này thật to này, để cho nó cân bằng với cái chi này. Đấy, thì cách này thì có rất nhiều phương án, nhưng mà phương án nào thì ta vẫn có thể nuôi ở trên cái chậu này sau này tính tiếp. Còn cái cây này các bác nhìn thì trước em mua về thì bệ biếc nó tốt đều liền ba thân liền nhau nhé các bác nhé, bệ biếc đẹp nhé. Hiện tại đang ủ phân như này, để các bác nếu mà muốn xem lại cái bệ cây này thì xem video trước các bác nhé. Đấy, còn hiện tại nó đang vừa nó tốt mà cắt đi rất là nhiều lá, thì cắt đi nhiều lá thì cây này nó sẽ hở lưng, và hở lưng là rất nguy cơ cháy, nên phải che các bác nhé, hoặc là cho bóng mát che các bác ạ, chứ bóng mát thì nó lại thiếu nắng. Đấy, chia sẻ các bác một hôm trời mát trời như vậy vẫn còn đang rất là mưa. Đấy, chúc các bác tiếp tục đam mê, và đam mê theo đúng nghĩa các bác nhé. Đã mê cây ấy, là phải đã gọi là si mê các bác nhé, thì là nhiều khi là mất kiểm soát một chút không sao. Nhưng mà tất nhiên mất kiểm soát theo cái chiều hướng là mua được cây chuẩn. Đấy, thì trong mấy anh em mà xem kênh của tôi mà có giao lưu với tôi thì tôi vẫn quý nhất anh Nam ở trong Sài Gòn. Anh em nói chuyện với nhau nhiều nhưng mà chưa có dịp gặp mặt. Đấy, anh ấy là một người đam mê và dám mua. Cái chuyện đam mê này thì ai cũng nhận được, nhưng mà cái chuyện dám mua thì người đam mê thực sự mới dám mua các bác nhé. Chúc các bác luôn tiếp tục đam mê.